Chào các em, chúng ta cùng giải vòng số 14 Vinbit của khối lớp 7. Vòng 1 vượt chướng ngại. Rồi bài này thì cũng đơn giản thôi các em. Hai phẩy tám mươi lăm. Các em tự tính nha, mấy bài này thì khỏi phải nói nhiều. Diện tích của một hình vuông có biết trước đường chéo rồi à. Thì hình vuông thì đó là cơ hội để các em sử dụng định lý Pythagore ha. Thì vẽ phát hình vuông có thể không được vuông lắm, mình đang vội mà à. Thì đường chéo nữa này, đường chéo là 15 căn 2/2, thì thầy gọi cạnh hình vuông là x thì bên này cũng là x. Như vậy bây giờ các em sẽ có đường chéo là 15 căn 2/2. Chúng ta dùng định lý Pythagore thôi. Định lý Pythagore rất đơn giản thôi mà. Em dùng cái công thức này nè. X bình cộng x bình thì bằng đường chéo ha. Rồi. X bình cộng cho x bình thì bằng đường chéo bình. Mà đường chéo bình lên các em bấm máy đi. 15 căn 2/2 bình lên là bằng 225/2 ha. 225/2 từ đây các em suy ra gì, suy ra 2x bình thì bằng 225/2. Từ đây suy ra tiếp gì, x bình thì bằng 225/4. Và từ đây các em suy ra diện tích là bằng 225/4 đó, bởi vì diện tích của hình vuông là bằng cạnh bình phương là x bình phương luôn ha. 225 chia cho 4 thì bằng 56,25. Đây là 56,25. Hai đường thẳng ABCD cắt nhau tại Y tạo thành góc AIC bằng 53 độ. Khi đó góc AID thì góc kề bù, trời ơi. Cái gì kỳ vậy? 127 kìa. Rồi cho hàm số này. Thì y dương, muốn y dương ha. Y là trừ căn 5 là một số âm. X trừ 2 là chưa biết. Thì y muốn dương á, thì y là một số âm nhưng với một số chưa biết, muốn dương thì số chưa biết nó phải âm, âm nhưng âm mới ra dương. Vậy x trừ 2 phải nhỏ hơn 0. Mà muốn x trừ 2 nhỏ hơn 0 thì x phải nhỏ hơn 2. Nhỏ hơn 2 thì khi trừ 2 nó sẽ ra âm thôi ha. Đường chéo của một mặt bàn hình chữ nhật. Dùng Pythagore thôi. Chiều dài 1 mét là 10 dc đó, chiều rộng là 5 dc. Thì đường chéo các em dùng Pythagore ha. 10 bình trừ 5 bình là còn 75 ha. Mình 75 đó là đường chéo bình đó. Giờ các em lấy căn, căn 75 làm tròn lấy một số phân.
8,7 kìa. 8,66 là 8,7 đấy. Xin lỗi. Người ta hỏi mét hay sao? Mét hay đề si hoặc là thầy làm tròn trật. Cầm rút kinh nghiệm nha, lớp lớp mấy bài dễ đừng có ẩu ha. Giá trị nhỏ nhất của yếu thức này thì các em thử cho cái giá trị đó này bằng 0 đi. Hay là có một cái bất đẳng thức như thế này nè. Bất đẳng thức này các em phải lưu ý nè. Giá trị đối của A cộng giá trị đối của B thì luôn luôn là lớn hơn hoặc bằng giá trị đối của A cộng B đó. À. Thì đã suy ra gì? Suy ra giá trị tuyệt đối của 2017 trừ 2x cộng cho giá trị tuyệt đối của 2x trừ cho 2015. À. Đây chính là A kia, giá trị đối 2x trừ 2015 cũng bằng giá trị đối 2015 trừ x thôi. Vậy nó sẽ lớn hơn hoặc bằng giá trị đối của hai cái đó cộng lại ha. Hai này cộng lại nè. Như vậy là nó lớn hơn bằng 2, giá trị nhỏ nhất là bằng 2. Bài thi số 2 đỉnh núi trí tuệ. Rồi, cũng đơn giản thôi, bài mình làm nhiều rồi, thầy sẽ không có làm theo cái lối đi của sách giáo khoa đâu các em nhé, để làm theo phương pháp nó hay hơn nhiều, tiện hơn nhiều. Đặt x làm 3 phần, đặt y bằng 4 phần, đặt z bằng, cái này có chuyên đề về tỷ lệ thức, em lên kênh theo dõi ha. X 3 phần, y 4 phần, z 5 phần. Và từ đó cái em suy ra này, thì cái công thức này nó sẽ thay đổi thành công thức gì? 2x bình tức là 2 nhân cho 9k bình nha. Rồi cộng cho 2 nhân cho y là 4k tất cả bình là 16k bình. Rồi trừ cho 3 nhân cho z bình tức là 5k bình, 25k bình bằng 100. Đó. Rồi cái tính bên này nè. 2 nhân 9 á là 18 cộng 2 nhân 16 là 32. Rồi trừ cho 3 nhân 25 tức là trừ cho 75 đó. Thì đây là trừ 25. Trừ 25k bình thì bằng trừ 100. Từ đây các em sẽ suy ra k bình sẽ bằng 4. Đúng không? Như vậy k sẽ bằng cộng 2 hoặc là âm 2. Nhưng mà nếu k là bằng âm á thì x y z là âm hết. Ở đây người ta đòi x y z dương, vậy k phải bằng 2. K bằng 2 thì giờ mình suy ra gì? X y z sẽ bằng gì? X nó sẽ bằng 6, y nó sẽ bằng 8 và z nó sẽ bằng 10. Rồi mình tính thôi, 6 cộng 8 cộng 10 và tất cả bình lên 576 ha. 576 ha. Mới bài một khó dữ. Rồi, cái này thì lại dễ kìa. 128 cái nên chia cho cái kết quả của 24 chia 4 tức là 4 là 32, 2 mũ n 32 vậy là 5. Đừng có lạm dụng nút shift show nha. Chu vi hình chữ nhật là 60. Như vậy dài cộng rộng sẽ bằng 30. Dài cộng rộng là 30 ha. Trong đó rộng là 2 phần, dài là 3 phần,
Vậy tổng cộng là 5 phần bằng 30. Vậy mỗi phần sẽ bằng 6. Vậy chu vi hình chữ nhật sẽ là 10 phần. 2 phần cộng 3 phần 5 phần, tất cả những đôi là 10 phần. Mà mỗi phần bằng 6. Ô xin lỗi, bật tính diện tích mà. Tóm lại mỗi phần là bằng 6 nè. Chiều rộng là 2 phần là 12, chiều dài là 3 phần là 18. Vậy diện tích là 12 x 18 nha. Là 216. Này các em lấy máy tính em chia thôi. Âm 135 chia cho 4.000. Như vậy nó sẽ bằng là âm 0,03375, âm 0,03375. Giá trị lớn nhất x trừ x, thì nếu x mà không âm á thì a sẽ bằng x trừ x là bằng 0. Còn nếu a mà âm á, à xin lỗi, nếu x mà âm á thì a sẽ bằng x trừ cho trừ x, tức là thành 2x. X âm thì nhân 2 sẽ là âm. Bài này hơi rối nha, thầy ghi trên này cho các em. X mà không âm á nha, thì suy ra gì? Suy ra a sẽ bằng x trừ x là bằng 0. Còn x mà âm thì suy ra a sẽ bằng, a sẽ bằng x trừ trừ x, vậy là bằng 2x, và cái này sẽ nhỏ hơn 0. Như vậy a bằng 0 hoặc là a nhỏ hơn 0 thôi, vậy giá trị lớn nhất của nó sẽ bằng 0. Rồi giá trị nhỏ nhất của cái này là lúc cái chốt này bằng 0, vậy là bằng âm 4 gì đâu mà. Cái này làm nhiều rồi. Và thêm một bài tỷ lệ thuận nữa kìa. Bài này các em cứ làm theo kiểu tỷ lệ thuận thôi. Hai con gà một ngày rưỡi đẻ hai quả trứng. Vậy bốn con gà một ngày rưỡi á, thì sẽ đẻ bốn quả trứng. Hai gà ngày rưỡi đẻ hai quả thì bốn gà một ngày rưỡi đẻ bốn quả. Như vậy bốn gà một ngày rưỡi à, một ngày sẽ đẻ bao nhiêu, thì một ngày rưỡi đẻ bốn quả, thì một ngày các em lấy bốn chia cho 1,5 là được 8/3 quả. Chuyện này là không thể à, nhưng mà ta cứ làm vậy cho nó khỏe đi. Bốn con gà thì mỗi ngày nó đẻ 8/3 quả à. Mà người ta hỏi 1,5 tuần. 1,5 tuần tức là 7 ngày cộng 3 ngày rưỡi nữa, tức là 10 ngày rưỡi đó. Giờ 1 ngày đẻ 8/3 quả, 4 con á, thì 10 ngày rưỡi. Thì mình lấy 10 ngày rưỡi nhân 8/3 thôi, nó sẽ ra 28 quả à. Tỷ lệ thuận thôi, chia số phần thôi. Rồi cái này mình làm quá nhiều lần. Tôi làm lại luôn. X phần 3 bằng Y phần 4 thì suy ra gì? Suy ra là tôi nhân hai bên dấu bằng cho 1/5, thì tôi có X trên 15
sẽ bằng A trên 20, 54, 25, 35. Rồi, tiếp tục. Ở dưới là gì? Y trên 5. Y trên 5 bằng Z trên 7. Rồi tôi nhân ở hai cái vế bên dấu bằng á, cho 4, 1 phần 4. Thì tôi có gì? Y trên 20 bằng Z 28. Rồi, tới đây các em thấy khó rồi đó. Rồi, ta có gì? Ta có gì đây? X trên 15. X trên 15 sẽ bằng Y trên 20 và bằng Z trên 28. Rồi, như vậy ta có là X 15 phần, Y 20 phần, Z 28 phần. Vậy 2X sẽ là 30 phần, cộng 3Y tức là cộng 60 phần, trừ Z là trừ 28 phần, là bằng 186. Vậy là 30 cộng 60 là 90 phần. 90 phần mà trừ cho 28 là bằng 62 phần. 62 phần bằng 186 thì 1 phần sẽ bằng 3. 1 phần bằng 3 mà x chiếm 15, y chiếm 20, z chiếm 28 phần. Vậy x cộng y cộng z sẽ có tất cả là 15 cộng 20 cộng 28 phần. X cộng y cộng z là bằng 63 phần. Mà mỗi phần là 3. Vậy ta lấy 63 nhân 3 thì bằng 189. X cộng y cộng z sẽ bằng 189. Tiếp tục cho tam giác ABC cân ở A, cân vẽ hình nhanh nha. 17 17, đường cao BD là từ B kẻ vuông góc xuống AC, cắt AC tại D đó các em. Rồi tính BC, cái này các em dùng Pythagore thôi. Đường cao BD bằng 15 ha. Đây thầy vẽ cái hình cho các em dễ tưởng tượng nè. Tam giác cân đó, từ đây kẻ vuông góc lên, đây vuông góc nè. Rồi ta có tam giác ABC, A B C D đây. AB là bằng 17, AC cũng bằng 17 nè, BD thì bằng 15. Dùng Pythagore tính AD các em. AD bình sẽ bằng 17 bình trừ 15 bình. Vậy bằng 64. 64 lấy căn AD sẽ bằng 8. 8. AD bằng 8. Vậy em tính DC. DC là lấy AC trừ đi AD, tức là 17 trừ 8. Như vậy DC sẽ còn 9. Hình hơi bất hợp lý ha, nhưng thôi các em chấp nhận đi. DC còn 9 thì BC sẽ dùng Pythagore. BC là lấy 15 bình cộng 9 bình. BC bình bằng 15 bình cộng 9 bình là bằng 306. Vậy BC sẽ bằng căn 306. Căn 306 thì bằng 17,49. Nhập kết quả làm tròn đến chữ số phương thứ nhất sau đó phải là 17,5. X 4 tôi ráp vô mà tính thôi. 4 trừ 2 là 2, nhân 2 là 4. Rồi 1 trừ 4 là 3, bằng 39. 4 trừ 9 là bằng âm 5. Sai thôi. Bài thi số 3.
số dư của phép chia kia cho 11. Số dư là 5 đây. Số ở đây nhỏ, em có thể tính bằng máy cũng được. Bài này thì dễ rồi. X là 2 phần, Y là 5 phần, cộng lại là 7 phần. Cộng lại 7 phần bằng âm 21, vậy mỗi phần sẽ bằng âm 3. Vậy X sẽ bằng 2 phần là âm 6, Y bằng 5 phần sẽ là âm 15. Vậy x nhân y sẽ là 6 nhân 15, âm 6 nhân 15 bằng 90. Câu 3, các em nhóm 3 mũ n cộng 2 với 3 mũ n lại, lấy 3 mũ n ra làm thừa số dùng chung, trong ngoặc còn 3 mũ 2 cộng 1. Như vậy sẽ thành 3 mũ n nhân cho 10, như vậy sẽ chia hết cho 10. Còn 2 mũ n cộng 2, các em nhóm với lại 2 mũ n, lấy 2 mũ n ra làm thừa số dùng chung, ở trong còn 2 mũ 2 cộng 1. Như vậy là bằng 2 mũ n nhân 5 đó các em. Trích một số 2 trong 2 mũ n ra nhân với 5 sẽ thành 10. Như vậy là cũng chia hết cho 10 luôn. Như vậy là cái hiệu ở câu 3 sẽ chia hết cho 10. Tức là số dư của phép chia đó khi chia cho 10 sẽ bằng 0. Vậy các em nhé. Số dư vị trí này cho 7 sẽ là 4. Rồi bài dưới này, ta lấy hai số hạng trong nhân lại, 0,8 nhân cho 3,8 rồi chia cho số hạng ngoài là 1,25 thì được 6/25, rồi là còn chia cho 0,2 nữa thì mới ra được x bằng 6/5, tức là 1,2. A1 là bằng 10. Thay vô đây đi các em. 10 trừ 1 là 9, 9 chia 9 thì bằng 1. Và bằng hết cái dãy này là bằng 1 hết. Cái dãy này bằng 1 hết ha. Thì A2 sẽ phải bằng 10. Bởi vì 10 trừ 2 mới chia cho 8 mới bằng 1 được. A3 sẽ bằng 10 luôn. 10 trừ 3 mới bằng 7, 7 chia 7 bằng 1. A9 sẽ bằng 10 luôn. Và như vậy A1 ban đầu cũng 10. Vậy tất cả các cái A1 cho đến A9 đều bằng 10 hết kèm. Như vậy là bằng 90. Cái này mũ lẻ, xin lỗi, cái này mũ chẵn thì luôn luôn lớn bằng 0 bất chấp x bằng bao nhiêu. Cái này cũng mũ chẵn, vậy luôn luôn lớn bằng 0 bất chấp y bằng bao nhiêu nha. Mà người ta đòi kết quả cộng hai cái lớn hơn bằng 0 này là nhỏ hơn bằng 0. Thì nhỏ hơn là đòi cho vui thôi chứ không thể nhỏ hơn 0 được. Thì chỉ có bằng 0 thôi. Bằng 0 thì khi một trong hai, khi cả hai cái này đều bằng 0 các nhé. Vậy là 2x cộng 5 bằng 0 và 5y trừ 4 bằng 0. 2x cộng 5 bằng 0 thì x sẽ bằng trừ 2 rưỡi, thì người ta cho mình sẵn rồi. Còn 5y trừ 4 bằng 0 á, thì y sẽ bằng 4/5. Là 0,8. Bài tiếp theo, 11,81 cộng 8,19 được bao nhiêu nhân 2,25 rồi lại chia cho 7,65.
làm tròn tới hàng đơn vị, 5,8 làm tròn tới hàng đơn vị là bằng 6. Tiếp tục, trên công trường có 3 đội thi công, trên công trường có 3 đội thi công, chuyển 1/3 số người của đội 1, 1/4 số người của đội 2 và 1/5 số người của đội 3 chuyển đi ạ, thì số người còn lại của 3 đội là như nhau. Biết số người của đội 1 là 72, số người của đội 1 là 72 mà chuyển 1/3 số người đội 1 đi, vậy là còn 2/3 thôi, 2/3 của 72 là 48 người. Như vậy là 2/3 số người của đội 1 á là còn 48 người thôi, và 48 người đó thì là bằng 3/4 số người của đội 2 và cũng như là bằng 4/5 số người của đội 3, bởi vì số người đội 2 chuyển đi 1/4 thì còn 3/4, số người đội 3 chuyển đi 1/5 thì còn 4/5 ban đầu ha. Vậy là 3/4 đội 2 cũng như là 4/5 đội 3 là bằng 48 đó. Như vậy số người của đội 2 sẽ bằng 3/4 của đội 2 thì bằng 48. Như vậy số người đội 2 sẽ là 48 chia 3/4 là 64 nè. Còn đội 3 là các anh lấy 48 chia cho 4/5 là bằng 60 ha. 3/4 của đội 2 là bằng 48 người. Vậy đội 2, số người đội 2 ban đầu là lấy 48 chia 3/4 là bằng 64. Tương tự, số người của đội 3 là lấy 48 chia 4/5 là bằng 60. Như vậy là ban đầu đội 1 có 72, đội 2 có 64, đội 3 có 60. Vậy tổng số người là 196. Điểm nào không thuộc đồ thị hàm số này thì các em cứ lấy x thay vô, lấy khoảng độ của các điểm này nè, thay vào chữ x, tính ra y, tính ra y mà nó bằng bằng cái tung độ tương ứng á, thì điểm đó nó thuộc, đúng không? Còn không bằng thì không thuộc, thì thầy dùng máy tính nha. Rồi thử 3x bình phương trừ cho 2x cộng 1. Rồi thì nhập x bằng 1, hy vọng y nó ra bằng 2. Ồ, y bằng 2 luôn, vậy ngay điểm đầu là trúng luôn các em. Vậy khỏi thử mấy điểm kia nữa nha, khỏi thử mấy điểm kia nữa. Như vậy đó chính là điểm A 1, 2. Vậy A chính là 1, B chính là 2 và A cộng B chính là, ồ, người ta kêu điểm không thuộc mà, xin lỗi các em nha. Như vậy là điểm A thuộc là mình không có lấy. Rồi thử tiếp, x bằng -1, y bằng 6, điểm B lại thuộc, không lấy. Rồi 0,5, nhập x bằng 0,5 thì y nó bằng 0,75, cũng thuộc luôn. Vậy là điểm D rồi mấy em ơi, D là thử luôn cho chắc, -1 thì y nó bằng 6. Vậy điểm này không thuộc này. Vậy A chính là -1, còn B chính là 3,25.
lấy hai đó cộng lại thôi thì nó bằng 2,25. Rồi, quá trình làm khá nhanh và chạy đua với thời gian cho nên sai một hai câu cũng là bình thường các nha. Giờ mấy cái bài số dư trên này thầy cũng đang rảnh, thầy nói cho các em xíu. Ở đây nè, các em dùng tính chất phân phối thôi. Số nhỏ thì mình tính tay luận được, nhưng mà số lớn mình tính không nổi đâu. Các em dùng tính chất phân phối nha. Rồi các em tách nó thành những cái bội của năm, rời ra. Còn phần thừa còn lại chính là số dư thôi. Rồi ta nộp bài. Rồi ta nộp bài luôn. Rồi hình như mình sai mất một câu các em. Hình như là câu số dư. Các em coi lại câu số dư. Câu 3 chia cho 10 thì chia hết là dư 0. Mà hình như mình gọi nhầm dư 4 rồi đó. Rồi không sao, tạm biệt các em.